Chào các bạn nha. Thì hôm ngày hôm qua là không có clip. Thì mình cũng cái câu nói mình nói hơi dị miệng là thôi, mong các bạn thông cảm. Vì anh em mình mỗi khi mà nghỉ một ngày không có clip á, thì nó có một câu chuyện nó xảy ra nha các bạn. Mà cái câu chuyện đó thì bây giờ mình cũng không có tiện nói, kể ra thì nó dài dòng lắm. Nên thành ra là mình sẽ bắt đầu mình làm để cho các bạn biết là tại sao anh em mình nghỉ một ngày nha. Kiên Ngọc ơi, sao ông làm gì đâu, ông le tôi không? Mẹ mày ngầu đâu, ông đi theo. Cha mẹ tôi le mà ông le không? Chiều que chia. Sao có nhà ăn cơm luôn ấy? Cúc. Thế là sao có nhà ăn cơm? Mưa. Mưa cái gì mà hai đứa que chia nữa, giờ tủ phơ và tụi bay quay á. Chiều đây làm ông thầy bay bay. Còn đủ tiền thì giấu lên ghét ông trả lại ông tiền cho. Cục tiền của tao nha mày. Bởi ông đưa lại cho. Mày nghĩ nó đưa không? Mày biết rồi. Thì chẳng chết nó trả lại đi cho ta. Nó kêu nó sẽ trả lại. Nhưng mà nó nói mất dạy lắm. Nó kêu nó uống vô bụng rồi trời đi đái rồi trẻ nước đái tao tiền lắm. Vậy. Anh em nhét nó vô tao nói mày ăn nem xì của tao nói mà mày cũng có ngon lại gì đâu. Mấy thằng ngu đó mày cũng thì đúng rồi. Thì tao đâu nói tao khôn mà tao mất tiền là tao ngu mà. Mấy thằng ngu. Cỡ. Còn tiền chứ. Ủa thằng chủ kênh đâu? Mà không biết. Thì ngầu chơi. Mấy bữa ông làm chủ kênh mẹ. Tao thì bữa đó tao làm chủ kênh mẹ thấy cái đồ tao bất lực. Mới mày bất lực, mới mày nó thấy nó mày bất lực. Nó bất lực. Là do mày sao? Thấy bữa đó anh em bầu lại. Mày gọi kìa. Rồi đó, điện thoại mày đâu mà nhắc mày. Chứ sao không vui gì phải không? Nè, cho tôi 5 phút nói chuyện. Mày nói chuyện đây kia. Anh đi đây kia nói chuyện đây. Mày nghe nè chị. Bữa nay quen mấy bè nào ngồi nha. Như chị nữa. Rồi, từ sáng giờ mình nhạc em coi rồi. Đấy, coi. Bữa mình bầu, mình bầu lại. Thì là em thấy. Coi nè. Ủa thằng em mấy nó không quýnh tôi không? Lấy không đập đều ta. Dạ thì em thấy rồi, nhưng mà bây giờ cái chuyện đó là em không giúp được chị đâu. Đúng rồi, húp mày sao giúp được. Ê, thì nào lấy mấy bây giờ em đề nghị chị là chị gọi lại số tài khoản với em để em chuyển tiền lại cho chị. Đúng rồi. Chứ tại vì chị biết sao không? Chuyện đâu. Tiền bạc của chị, tài sản của chị em không thể nào mà em đứng ra em coi hay là này kia hết đó. Ở chơi không đâu. Ở chơi không đâu. Hồi sáng mẹ ra em thấy rồi, nhưng mà bây giờ là không. Mau bè đứa bạn. Tao chỉ nhờ người khác hay em nói thiệt hả? Nhiều người. Ủa chứ sao vậy, người ta cũng vợ con, người ta cũng có gia đình đàng hoàng hết. Trên chỉnh quan á, cái khuôn mặt nó bộn trợn chứ mà nó đàng hoàng quá rồi đâu chị nói vậy. Mày xin tên nè. Ủa chứ sao chị nói gì mà tên. Ủa chứ bây giờ nó hay hở, chị cũng hay hở mấy mớ là chị nói nó vậy. Và đây là Florentino. Không tin tưởng được hả? Ông bị điên hả? Mấy mớ tôi bây giờ tôi làm gì đổ đè. Mày nói gì mà nặng dữ vậy à? Gì mà kêu nhức mốn nhì luôn. Gì mà kêu nhức mốn nhì luôn. Tam đường tứ cậu là ai mà nói ai vậy? Cậu là ông đây đâu? Cùng nhức mốn nhì luôn. Tam đường tứ cậu. Mấy mớ mày Út gọi đi không nổ chứ 6 anh em mình. Đây mấy bây xin được cùng, mấy xin được cùng. Thôi chuyển tiền cho nó. Mày ăn mùi chiếc kêu em mày à. Thôi. Dạy nông. Lấy cái bè, lái mấy bây bè bố bè xin được cùng ra đây. Ủa sao chuyện kỳ quá tự nhiên. Mấy mớ em không giúp anh chị nói chứ. Đừng có thế này, đừng có thế kia. Vậy là sao? Tao đã 50 triệu đấy. Bè xin được cùng đó em. Bây giờ anh đi còn âm. Thì đây rồi tao mày bè rồi muốn ra thiệt luôn. Đã 5 triệu. Vậy sao xin được cái ủ được. Chị ông xin anh đây. Mẹ, em gái vô đây này. Ông đi cũng đòi làm chủ kênh. Đã anh mẹ đây kêu bầu cử lại một năm nhiệm kỳ làm. Chưa được 5 rồi. Đúng rồi mới chắc là tới đây lùi đéo chịu. Mẹ mày mẹ ốc mày xin cho bài mày. Đi có được nói bài mày. Cho mày kêu lá giống. Cái gì? Đó, đồ sướng mặt em. Ông mày về hả tên? Mày về hả tên? Công việc ấy là gì vậy? Vậy em nói. Em biết rồi. Nhưng mà bây giờ á, em nói thiệt với chị là chị phải. Rồi em sẽ giúp. Mà bây giờ là. Đúng. Bây giờ là chị đặt 4 số giữa đi. Rồi còn 2 số đầu với số cuối á, chị nhắn tin cho em.
để em coi thử á là trong đó nó có cái gì. Đúng số đờ. Chứ bây giờ em không biết cái số đờ. Đúng rồi, cái số đờ. Giờ em nói chị nha, giờ tối đó chị kêu chị mất dài rồi. Em biết được nào. Đúng rồi. Khi mà chị giao tài sản với ai là chị phải kiếm cơ cho nó đàng hoàng. Coi thử trong đó có gì rồi em muốn nhận, chứ bây giờ chị có nói không không ai dám. Tới anh em mình tham sao mà cứ ngồi nói chuyện tiền bạc đồ số đồ đấy mày. Không hiểu. Thôi thì thôi, giờ mày cho tao nói chuyện một phút thôi. Đừng đi chỗ khác đi thôi. Tao nói mà tao có thì tao cũng hỏi chia sẻ cho anh em. Đi mày chỗ đây là anh đây. Còn mày cứ bêm bêm. Bây giờ nếu như mà chị ấy á là em sẽ nhờ luôn mấy anh em của em. Đó thì cũng bém. Không. Lại, thằng Rìu nó không tham gia thôi, còn hai thằng. Nhưng rồi em sẽ kiếm thêm một cái thằng nào mà nó ổn đỡn xíu, nó dữ dằn xíu. Rồi. Không biết làm đây chuyện tương ứng thôi. Thôi bây giờ để em kiếm người có gì báo lại cho chị sao nha. Tao nhau. Người tao yếu lắm, mày cứ xin lấy nữa. Tao thì làm đấy, tụi giờ tụi nghe gì? À, tao nói mày nè, để nói cái chuyện lấy xin đứa con nuôi đó mà cứ giấu tiền ngon hả? Ừ. Chứ xin giấu con rồi là nó hộp vô lại ra cầu ao liền. Mấy đó tôi ví dụ gì mà ông đổ cái ví dụ tôi nghe dụng tiền bạc gì mà má ông tới nói chuyện không sai bà lắm. Cái này bà nói cái mắt liếc nghe đúng, đúng nửa tháng tôi chưa thấy bà. Bà đang ở đâu? Ở trong mấy mày đang không đậu mà sao đổ tôi không nghĩ bà đổ đi nói xấu tôi kêu mắt lương mắt liếc gì còn ông lại giống mày tôi xin giống đây xuống cấu gì đó cấu mày nó mẹ mày tao cũng cấu mày ê cũng ra mà tao giống mày cho bé mày giống bao giờ đồ mẹ mày Mỹ Tâm đang xin nè Phương Thanh đang xin nè nói lão gì lão đạo trước nhiên quay lại gì hôm giờ mày ơi mưa tối rồi mày ơi mưa nữa là chết rồi trời vô trời mới 7 giờ sáng mà giờ nó làm gì đây luôn quý ông á thường thường nó trao mình là năn lẻ nó xỉn vào đây mày hiểu không nó qua thùng lại làm cái gì vậy Cái ông đụng cái này. Như bánh có đạn là xin nhiễu. Dạ. Bánh có đạn thì đủ rồi. Mày đủ lép mà. Chị chuyện gì á? Hả? Tôi mang lại nói nghe rồi. Anh em mình biết ai nói đâu mà. Giờ tròn Tết thì giờ mẹ trẻ công cao thì mình làm thôi chứ giờ sao? Ấy cỡ nghe đâu cho ai đó. Anh em ai nói mà. Xin nhiễu nghe. Mà ăn cái là bé không tin tưởng bé của ông. Ác luôn. Là bé đâu nửa tháng thấy mẹ thôi. Mẹ ở bệnh viện mãi con đấy. Cái chuyện bé đi đâu thì mình không biết, chứ mà điều là sao bé xin giống sao mày cứ nói trình hưng vậy mày chịu bẻ chị của bẻ anh em mình lo công việc anh em giờ sáng nay có quay không làm thế này giờ tôi nó đang căng này mà quay cái gì xin giống hồi ý kiến vợ thì phải hỏi với mày thì sao mày không căng vậy trời hai quay đâu mười hai đứa mà chạy như thế nhiều đấy thì dữ đấy chục phải gọi nứa nó mày nữa rồi. Mà làm gì mà ám hàng gì đổ gọi luôn. Mày coi cái bài số ốc đó. Đốt quá. Rồi bây giờ chị Đào quay, chị Đào để em kiểm tra một lần nữa nha. Còn hai số đầu, số cuối là chị nhắn tin giùm cho em cái đang mưa đó là mệt quá. Vừa mới phái đâu mày. Đâu. Trời. Chờ đây coi mày Đào ơi. 41. Đâu. 41 ờ quên 4619. 4619. Mở bóng số à? Rồi, chị nhấn tin hai số đầu vậy. Mở bấm vô luôn. Rồi, chị ok. 4169. 4169. Bây giờ nói mình làm ơn cái đấy có kết chậm. Kết đâu? Cái đầu. Ông đổ của ông bị nghi lãng tai không? Rồi, tao lãng tai thì mày tin những tin chuyện mày. Rồi ok chị, dạ rồi, em thấy rồi. Rồi chị, rồi ok. 4169 đúng không? Quay lại sang bên số mày. Nói 4169 luôn nghe. Đồ sắc. Rồi, yên tâm đi, rồi ok tôi nhận. Rồi vậy nha. Ê, 4619 nè. 4619, mày cứ ra mà nhập. Nghe mày tên.
Ở tên nói nở luôn rồi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một số tài sản mà nó cỡ đó quá rồi. Mày tại sao giấy lại không đi gắn cái hàng ta? Đồ mày vô lý thiệt hả chứ? Toilet ngay. Hai số kia là gì mày? Gì? Hai số gì vậy? Mày số gì hai số gì vậy chứ? Mặt mẹ bốn số hay sáu số à? Mặt mẹ gì? Mày hỏi thử mặt mẹ chứ. Đây mất sáu số với một cái tự đặc biệt. Vậy số thoại, vậy số thoại. Cái gì trên thánh điện của bạn? Với một cái ký tự đặc biệt mà không biết ký tự. Facebook vẽ là gì mày? Phan Ngọ. Một Facebook là Phan Ngọ mày. Đâu cũng biết nói chẳng cả. Phan Úc. Dù cho nên dòng này sao số nhỏ. Cái nhanh xem. Mưa quá. Bây giờ mà đang chờ thằng kia nó quen nữa chứ. Mà cần gì em giúp em đi hỗ trợ anh này. Anh em cho hỏi đâu. Giúp nhờ anh Tư này. Tôi có quen thờ đâu. Hãy trở ra 4691. 4169. Đâu ông đổ lãng tan đi với tay mẹ. Thằng đâu? Tao nói mày nè. Cái đầu đây á, là để giữ những cái bí mật, những cái quan trọng. Lộ. Em nhớ nếu mà sai 246191 vậy. Mày kêu gì vậy? Đó. Thì nó bấm mật khẩu mèo. Anh em đi theo nhá. Dạ. Ờ. Mưa mà sao nó hồng đáy luôn mà. Ờ. Đi. Đấy. Đi. Chả làm cái gì anh tên? Im con cái mỏ to. Mỏ to đây. Mỏ to mày. Mày. Thì bây giờ là mình đặt cái quay này nha các bạn. Tại vì mình đặt cái góc ở dưới đây để cho anh em nó khỏi chú ý. Tại mình đặt trong bụi cỏ. Mấy bạn chịu khó xem chút nha. Làm gì đây? Chớ làm gì xin đình đình. Ủa chứ sao cũng dây cũng nhiều chuyện nữa, đâu có nhờ tao tụi ông đâu mà re tới đây vậy? Ủa? Cái gì vậy? Giấu gì vậy? Không, được rồi, không có gì hết đó đi. Gì rồi? Vãi. Cái này là cái gì đây? Cái chết ngân hàng mà ngu như mà hồi giờ bạn thấy cái chết. Thôi được rồi, được rồi. Chuyện của tao làm anh tao mà đừng có phá nữa. Đây là cái kết ngân hàng. Ý, bạn nãy bạn kêu giúp gì tiền bạc cái là cái này. Cái kết trên bán tài. Sao vậy? Sao kia sao lâu tóc chưa không? Ừ. Đó anh Tư đây nè. Thôi được đâu. Đâm. Thôi đi gì vậy? Gì vậy? Đi. Cái gì quên mất mẹ mày. Đây em ơi. 4691. Em. Dìa. Mẹ đầu yêu đây mẹ. Cái gì đâu? Dìa. Mẹ đúng rồi. Gì vậy? Mấy anh em gì vậy? Đâu phải công chuyện anh em đâu mà. Lộn cái gì nói anh em cái gì ngơ mày. Thôi chuyện của người ta đi gì vậy? Thôi gì vậy? Tôi nói mấy anh em rồi, mấy chuyện này không có nhiều chuyện được đâu. Tôi nói đụng vô là đụng mẹ. Ở tù ở tạo mà nhiều khi là đụng bị người ta chém rớt tay rớt chân hả? À? Cái ai làm đi mở tù tội mày. Đó, anh em tao cố lại giùm thằng cái đâu. Không. Rồi, tao được rồi, kỹ đâu. Nhiều mày nhiều. Né mẹ nơi. Có cái thằng không? Mày làm gì điều? Thôi nghe thì phun lên cho nó, phun lên cho nó. Bấm 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 thử mày. Ờ. Có gì vậy? Gì vậy? Mẹ nó cầm cà khô khô khô. Cái gì nó chia thì đó. Ủa dữ quá. Mượn gọi gì nhờ? Ông già ra. Mượn rượu kìa. Mẹ nó gọi không điều. Đưa mượn gọi chứ. Ờ gì vậy? Nói chung bé đồ đây của nó mà anh em mình đụng làm gì? Cảm quá. Gì á? Nó làm gì nè? Gì á? Ừ. Nước bao nhiêu mà không đưa gì vậy?
mé mình nằm mình ngồi chờ đây là hơn gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Thì tụi nó tới nha. Tụi nó đâu, tụi nói đâu giờ ăn đâu mà cứ thấy tiền má trời mua các bạn ơi. Dạ, dễ má ăn. Ừ. bốn sáu chín một nhanh ra còn hai số luôn nhá. Dọn cái đây lên, dỡ lên coi. Coi cái ai vô mà chết rồi. Tôi quỳnh mẹ ơi. Thì coi thử trong người nó có cái gì đó. Thì có này mà gì mẹ mẹ. Chưa có gì sợ mà cứ hôn tao. Được hẹn chấp đi trộm này ở tù nha. 4691. Tôi bấm gì tùm lum vậy. Còn những người tá mẹ mẹ tao đi về mẹ được thôi nè. Bây giờ cái nhiệm vụ của em á là anh nói nghe nè, bây giờ là em đứng đây cứ một tiếng đồng hồ anh sẽ trả em 300 ngàn, là một ngày em làm 8 tiếng, đúng 8 tiếng sẽ có người tới đổi ca cho em. Là 300 ngàn tiếng là cứ ngày em 2.4 triệu, anh sẽ cho em chẳng 2 triệu nữa một 8 tiếng đồng hồ luôn, ok không? Đó thì em cứ cầm cái đây nè, thằng nào tó em chém chết mẹ luôn. Thằng nào tó em chém chết mẹ luôn. Trời ơi bão tắp về mưa sơn. Mình đậm đèo luôn anh. Thì em cứ đứng đây em canh, được không? Đâu, nhưng dù em cứ đứng đây đâu, đây. Cái thằng nào tó còn mọi thứ nó có xảy ra cái chuyện gì á anh lo hết, yên tâm vậy nha. Bây giờ á là anh nói mày nghe này, anh thơ mấy thằng có giấy tâm thần không à, em mày có giấy đâu không, mày đèn đâu đừng chơi mày, chơi ra kia mày chơi game rồi, mày bây giờ thằng nào tóm mày chém chích mày đó, chém chích mày đó. Anh yên tâm. Mày cứ canh cái thùng này cho anh đúng 8 tiếng đồng hồ. Mày gì à? Mất, cứ mất cái thùng là anh lấy mạng em vậy rồi. Mẹ, chiến chết mẹ nè. Anh cứ như thoải mái thì được em. Đó. Anh dám vô chỗ này đâu. Khu em à. Bớ đầu chứ. Mẹ em như này sao rồi hả? Trời ơi, lúc chơi. Chạy ngay đi trước khi lòng ta không còn tình cờ. Chạy ngay đi trước khi lòng ta không còn tình cờ.
A few minutes later. Làm mấy video này khô quá bạn ơi, thiệt luôn á. Em mưa gió. Quên mất mẹ đi. Rồi bây giờ là anh nói với mày nghe nè, mày là mày có giấy đâu, hiểu không? Mày hiểu không? Mày có giấy đâu? Là mày đứng đây mày căng cái thùng lại cho anh. Không? Mày canh cái thùng đây, thằng nào mà xuất hiện đây á, mày chém chết mẹ nó. Dạ trời, em tăng rồi mày, em ngán gì nữa anh. Nên thành ra á, mày làm 8 tiếng. Tiếng mày á. Để anh nói đâu. Rồi, ok mày. Chứ em đủ 2 triệu rưỡi, đường nào em cũng... Bảo rồi mày đọc chết. Anh... Rồi, anh tin tưởng mày á. Công việc đơn giản cái chuyện anh chờ chờ những là ngồi đây mà cho mày chọn cách gì mày bị khẩu trang nữa đây mày. Tao đi ở đây chết đâu mày. Tao đi ở đây chết đâu mày. Mày chọn cách làm đi, ông làm gì đúng đây. Tao đi ở đây làm gì. Mày chọn làm mày bắt cái bây giờ. Đồ không làm gì đâu mà nó không sợ gì vậy. Cũng căng thiệt hả chứ. Nhưng mà không sao. Mình là trong dự đoán của mình á, là tụi nó tham tụi nó quay lại, mình ráng mình ngồi mình chờ. Đụng hai tụi nó không cơ. Trong dự đoán của mình luôn các bạn. Thì bây giờ là ở trong cái kết đây á, là ngày mai nó sẽ có một cái bất ngờ. Tại vì là nó không mở được, nó không mở được nên nó rất là muốn biết cái này có gì. Và chắc chắn là nó tham tiền rồi. Nên bây giờ là để trong kế hoạch của mình rồi. Ngày mai sẽ là một cái phần đặc biệt dành cho các bạn. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu.